chào tất cả anh chị và các bạn. Tôi tên là Bùi Ngọc Tân, tôi đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OMS. Thị trường của tôi là khu vực huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Hiện tại tôi đang có mặt ở ao nuôi của chú Tế ở ấp Thành Hòa, xã Thành Phong. Thì chú hiện tại thì chú thả giống OMS được 70 ngày. Hôm nay chú thu tôm, thu bớt một ao để còn một ao sang là tôm 70 ngày, sai tôm là 43 con. Rồi mấy anh lên sóng nha. Rồi mấy anh lên sóng đó. Đây. Lên sóng OBS đó. Phải. 4 tấn nào không? 10 ngàn người ta lớn. Nhắm tôm đụng nhắm 4 tấn không? Phải. Đủ tao lấy cái bao, lấy cái bị này lấy. Ăn vụ. Kéo giá nó bị. Dạo này nữa, dạo thứ hai phải không? Đánh 4 tấn lên mà. Đó thì ta sang là 200 thiên đó. Mấy hôm bắt đeo thiếu là sang qua 200 thiên. Thiếu là bỏ la vô, còn mấy bỏ miêu mập vô ăn. Bỏ 1 tấn vô không bỏ. Dạ. Cái này làm phanh ruột của anh Quy luôn. Cái này làm miếng triệu quá. Cũng như đặt trước có bóp nào ngon nên làm cho triệu quá. Tiếp. Chú thổi lên hả? Làm tiếp hai ao nữa không? Mình đây là giờ là hai ao nuôi, một ao dèo với một ao lắng phải không? Một lắng. Đã đậm luôn lắng ơi. Hôm bữa nghe Hiền nói chú có lấy đờ rớt cát tảo mà bộ nước xanh hay gì? Bữa đờ rớt cát tảo là cái hồi thả cái ao CCB trước á. Ao CCB bắt lên được 5 tấn á. Còn đợt thả giống này tới nay là im luôn ha. Thả giống này tới nay xài cũng lúc trước cũng có xài mấy vi sinh ép đi sinh con đó. Dạ. Lúc này thấy giờ nó còn đẹp, 70 ngày nó đẹp chứ. 70 ngày mang nước như quá ổn. Tại sao dịch bắt? Sợ bắt không có cái gì hết. Tính ra vậy là tao CV luôn á chứ. Tiến vậy là quá ổn rồi. CV đợt á hồi cái vụ rồi cũng chín mấy ngàn rồi 42. 70 ngày mà tầm còn 40 con vậy là nó có xỉn tốt. Đúng rồi chương trình. CV tại nó CD chứ giờ nó cũng đâu có lớn. Phong Đạt, lưới của Phong Đạt hả? Đông quá, điều quá đẹp. Quá đẹp. Đấy, tay lưới của Phong Đạt là quá trời rách luôn. Lưới rách là vô vậy à. Đánh 4 tấn không? 4 tấn lên. 4 tấn ngọt, trên 4 tấn. Đi xe 3 giò lần mà. Ừ, thấy. Đó là một số chia sẻ của chú Tế. Cảm ơn, trước mắt thì cảm ơn chú. Và chúc chú sẽ thành công trong vụ mùa mới. Và tiếp tục ủng hộ công ty OBS chúng ta. Và tôi cảm ơn anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và
hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào video tiếp theo. Chào.